Chào anh em, chúc anh em cuối tuần vui vẻ, may mắn, thắng lớn nhá. Anh vẫn là con Kawin anh em ạ. Vẫn là Kawin nhá. Sự kiện siêu hấp dẫn sắp ra mắt rồi anh em ơi. Ưu đãi khủng, quà tặng bất ngờ nhá. Thông tin chi tiết sẽ được bật mí vào lúc 23 giờ ngày mùng 3 tháng 3 anh em ạ. Anh em hãy cùng chờ đón nhá. Mình thấy con Kawin năm nay cũng có nhiều ưu đãi khủng đấy anh em ơi. Quà tặng bất ngờ luôn anh em. Anh em nào mà chưa tải game thì link tải game mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Anh em tải game xong liên kết số điện thoại sẽ nhận ngay được 6k8 anh em ạ. Xong anh em nhấn vào cái link nhận code để nhận code miễn phí nhá nhé. Với số vốn 53k mình sẽ chơi siêu xe nhá. Siêu xe anh em ạ. Không biết hôm nay có may mắn không nhá. Để xem nào, mình vẫn cưỡi dưới thôi anh em ạ. Vào siêu xe thì mình thích chơi cưỡi dưới thôi. Sẽ ở trên ít khi được ăn cho nên mình cũng ít chơi anh em ạ. Ăn đủ một cá vãi thật. Mới vào lên siêu xe luôn anh em. Lên cửa trên rồi, vãi thật. Cửa trên thì bây giờ mình chơi cưỡi dưới thôi anh em ơi. Lúc nãy 1k không thành, bây giờ chơi 52k luôn anh em. Hãy chơi tất 52k luôn nhanh nhá. Hy vọng là sẽ may mắn anh em. Được không? Rồi phải thế chứ anh em. Phải thế chứ. Mới vào nhẹ nhàng 52k anh em. Thế là tự nhiên có 250 chứ có khó gì đâu anh em. Vẫn cửa dưới tiếp thôi anh em. Vào siêu xe là mình chỉ thấy chơi cửa dưới thôi. Ở trên nó ít lắm anh em. Chơi cầu 1-1 nhá. Đớp đớp. À đư. Vãi. 250 nữa kìa. Quá ngọt ngào anh em ạ. Hơn một củ nhá. Hãy vào siêu xe này cũng dễ kiếm tiền anh em ạ. Hãy vào đây mà non ngày 500 một củ là quá dễ luôn. Hãy mới chơi ba tay quất hơn một củ kìa, thế là quá ngon chứ còn gì nữa anh em. Để chơi hai tay giữa luôn anh em, hy vọng là sẽ đớp tiếp nhá. Ấy đưa vãi thật, Mercedes nữa kìa, vãi nhá, không may mắn cho lắm anh em ơi. Để xem nào, mình chơi cửa dưới mà nó về cửa trên thế là bọ rồi anh em. Tiếp nha anh em, vẫn cửa dưới tiếp nha. Đến thế nhỉ. Hy vọng là quả này lại đớp nữa anh em. Đấy, 420 anh em ơi. Hai củ nhẹ nhàng nha. Chơi một tay lên hai củ luôn anh em ạ. Quá ngọt ngào, quá nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Chào anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chúc anh em cuối tuần may mắn đại thắng nha nha. Xem nào. Cái giờ Kawin này cũng dễ kiếm tiền anh em ạ. Vào đây mà non ngày 500 một củ là quá nhẹ nhàng luôn. Lên 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 tí rồi. Phải thế chứ anh em. 800 nữa kìa. Lại thêm 3 củ nữa nha anh em. Cầu về quá rực rỡ anh em ạ. Anh em nào mà muốn tải game thì link tải game mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Đúng cầu về quá hay luôn anh em ạ. Tiếp nhá, rồi nốt hai cầu dừa nữa anh em ạ. À, con bá nữa kìa. Lại xịt rồi anh em ạ. Đen thế. Tượng là đớp rồi chứ anh em. Nó đẩy không như mơ luôn anh em ạ. Nhích chút nữa là đớp rồi. À, quả này mình chơi tiếp anh em ơi. Vẫn cỡ dưới nhá. Vẫn hai cỡ kia luôn anh em ạ. Hy vọng là sẽ đớp tiếp anh em ơi, 800 nhá. Đấy, ok chưa? 800 nữa nhá anh em. Thế chắc mình nghỉ thôi anh em ạ. Hôm nay vào ăn non thế thôi. Đấy, đầu tư 53k bây giờ chốt lãi 5 củ rưỡi là cũng quá ngon rồi anh em ạ. Đấy, thôi chắc mình nghỉ nhá. Chào anh em.